là ta chỉ hai cái thức kế của cái loại nhạn là nó dương cánh á. Nhưng mà để ý á, nó đứng vậy nè, loại thứ nhất là nó đứng vậy ha, nè nó đứng vậy nè, giơ lên vậy nha, nó làm vậy nè, đó bụp một cái đó. Thấy y con chim á, để ý cái động tác nó giơ lên nè, nó cái tay nó dở cái đùa lên, cái duỗi chân cả thả xuống, đó là động tác thức kiếm mà tao làm lại cho anh coi nè, rất nhẹ nhàng, duỗi chân thẳng một tay thôi thả ra bên kia cũng vậy, là cái cánh nó lao giống như con chim đại ngạn đứng nè, co lên nè, đỡ cái tay này, duỗi chân này, thả xuống, đó là thức một thức. Rồi thức thứ hai là con chim nó đã đứng tới vậy nha, rồi nó đứng xuống vậy nè, nó đó là khi nó quay lại thì nó ngửa cái bàn chân lên đó, con chim đó. Rồi nè, khi nó quay sau thì cái chân nó duỗi vậy, nó úp xuống, quay ra trước thì nó ngửa chân lên đó, rồi có đổi thôi nè, bước xuống vậy, cái chân nó đang úp thì nó quay vậy, quay cột sống hai cánh nó dang nè, nó đó. Khi mà nó ngửa ra sau thì nó ngửa đó, hai cái trạng thái, tức là khi mà nó bước tới nè, thấy không, khi nó lùi nè, nó ngửa bằng chân nè, lùi nè, đó, con chim á, đó là hai thức mới của anh, nè, bước tới là chụm xuống về cũng xoay xoay cánh, nếu nó lùi thì nó ngửa bằng chân lên nó xoay, anh để ý là nó có đường xoắn từ dưới này lên tới tay bằng hai ngón tay này, tôi chưa có rủ á, đều có rủ hết á. Tới chiếu nó thấy không, giống như con công vậy đó, thấy cái cánh không, còn tỉnh là có hai trạng thái, nếu mà anh chưa đã anh đứng yên cái là tỉnh, thấy không, còn động là nó rung rung, còn cái nhắm mắt chịu đã lắm, còn lúc lùi là vậy, thấy không, là tỉnh, là không có trục cục cửa bằng tay, còn lúc động rung thật nhiều rồi. Còn thức kia cũng vậy nè, thấy không? Nè, tỉnh, còn động nó đá ra cái, nó hai tay nó dụ 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 để xuống, đó là hai thức đó. Rồi cái nó để đá là mình xòe ra, xòe hai cái tay ra, mình cứ rung cái tay là được. Cái hai trạng thái, tức là trạng thái anh yên, mà khi nó yên là chút là cái ngón tay là giống như bút sen á, còn lúc nó rung là nó lấy ở cái ngón giữa, nó xung quanh cái ngón giữa, nó lấy thiệt nhanh, càng nhanh càng tốt, lấy lịch hơn vô tới nách thôi. Cái người mình nó dễ chịu à, chứ. Mới đầu nên nhẹ lăn tăn dần, nó hồ lu nó đã, anh nhắm mắt lại mới sướng. Nó rung hay cái tay của em bên này thì nó cũng bị rung, nó mò cái tay.